Hello em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa game bóng bóng điện thoại. Lâu rồi anh em mình không có làm về cái video này, chắc mấy ngày rồi đó anh em. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em một thành viên mới, đó là Zygom anh em à. Zygom, đó mình cuối cùng cũng đã bắt được nó ở trong cái gì ta? Cái gì mình quên mất tiêu rồi, như là cái chỗ nào đây, để mình xem lại cái đã, mình tự nhiên quên ngang gì ta. Đâu rồi? Ở trong mê cung kỳ diệu anh em. Mê cung kỳ diệu nói chung là cũng khá là dễ bắt nha anh em. Hôm nào mình sẽ quay video, mình sẽ cho anh em xem mình bắt được khá là nhiều Pokemon SSG ở bên trong đó. Đây, còn Pokemon Zygom mình mới bắt được hôm qua và mình cũng bắt được khá là nhiều nè. Đây, đặc biệt là cái con Golden này mình bắt được khá là nhiều nè. Giờ bắt được hai ba con này đó. Rồi, ok. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sự kiện mới, đó chính là cái sự kiện tiêu mình ấy, sự kiện Rookie Bingo anh em. Đấy, khả năng may mắn sẽ nhận được con Zygarde, mình đọc là Zygarde là theo tiếng Anh này. Đấy, ok, thì quà giai đoạn là sao ta, mình cũng không hiểu cho lắm nè, nhấp để dùng thử xem sao. Đây là cái con Pokemon này, để mình xem thử là nó có mạnh hay không, để mình cho anh em xem thử trước rồi sau đó anh em chúng ta sẽ vô thử nhâm phẩm với 10.000 kim cương xem là có nhận được cái con Pokemon này hay không. Ok, để mình xem thử Ho-Oh bên kia, để xem thử đây. Ui, có hai máu à, nãy mình, nó không có cho mình xem thử đây, còn bên đây nó bao nhiêu sao ha. Nãy mình quên để ý nữa. Năng lượng đây. Muốn bên kia cũng không có nhiều máu chân này, chủ yếu là vô mình test thử xem nó có mạnh hay không ha, hay là kỹ năng của nó như thế nào nè. Ràng sống là kỹ năng quýnh rang. Kỹ năng này là có gì đây, nó không có cho mình biết kỹ năng này nó như thế nào ha. Ồ, cũng khá là đẹp ha. Hấp thụ luôn à, sẽ là kỹ năng gì vậy ta, ở trong này nó không có cho mình xem thử cái đây nè, công lan rộng gây cho mục tiêu chính là bằng lực. Đây, nãy mình xem thử cái này đi, gây cho mục tiêu chính sát thương một lực, và nếu mục tiêu ở trạng thái trúng độc sau khi bị mục tiêu 30% sát thương trúng độc, mục tiêu phải chịu ở lượt hiện tại chuyển hóa thành HP của bản thân. Tính ra cũng được ha. Còn cái kỹ năng đầu tiên mình chưa đọc xong nữa. Và nó có cái khả năng hấp thụ đam hết ta. Đây, cứ mỗi lần bị quýnh trúng là nó có khả năng hấp thụ gì nè không biết nữa. Đó, anh em thấy không? Để ý có cái chữ hấp thụ nè. Này là gì đây? Gây sát thương chuẩn bằng HP bản thân bị động, cứ tấn công 2 lần sẽ kèm theo ấn ký của Á Long Hồn. Mục tiêu giảm 10% tốc độ, giảm thêm 10% sát thương, tăng 10% chịu sát thương chúng độc khiên sau khi tung kỹ năng, tăng thêm 10% HP bản thân, sát thương gây ra mục tiêu tấn công, chưa kịp đọc xong này. Thôi ok, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài và mình sẽ thử nhân phẩm với 10.000 kim cương là xem thử mình có thể nhận được cái con này hay không. Gigate, ok, đây, để bây giờ mình sẽ ra mình test thử nhân phẩm của mình hôm nay như thế nào. Thì hôm nay anh em cũng đã biết rồi là mình cũng đã quay 231 cái giá siêu màu linh vàng của bên game đảo kho báo, và để mà kiếm thử con Sabo cho anh em xem thì nó cũng đã xong rồi và cũng không nhận được con Sabo nào hết anh em. Thì có số anh em nói là phải có hiển thị ở bên cái thanh gậy ở bên dưới, mình cũng có để ý mà mình không thấy Sabo bên dưới. Như vậy là có thể là có khi nào mà AD chưa có add vô không ta? Hay là AD muốn đợi là sau khi cái sự kiện đua tớp nạp này kia thì AD mới có thể là tung ra. Rồi ok, thôi quay trở lại với game bóng bóng điện thoại đi nha. Đây, thì bây giờ mình làm video về game này thì bây giờ mình sẽ tập trung chính vào game này đi. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ thử nhân phẩm dùng vé bingo để mà thắp sáng cái ô bất kỳ 2, 4, 5 5 ô này, 10 ô tương đương với là 1.000 kim cương. 1, 2, 3, 4, 5 đó, 25 là tương đương với 2.500 kim cương nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ quay lần đầu tiên với 10 cái giá này, là mình quay
1000 kim cương. Ok. Tin 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 tin. Gì đây? Ui là mèn, gì đâu không gì nè. Trời ơi, 100 kim cương mà mua lấy cái này với một quả bóng thường với lại một mảnh đít to thì nó cũng hơi là mắc. Được cái khung vàng, khung hình vàng của con át à. Cái khung hình của con át anh em, tại nó màu vàng thôi chứ không phải là khung xịn sò đó. Rồi ok, tiếp luôn, lần thứ hai nha anh em. Vậy là bay hết 1000 kim cương rồi. Ồ, nó vừa mới nổ cái liên kết ở giữa nè, hai cái nó kết hợp nhau tiên tiên mà nó gá gì vậy trời. À, được mảnh Ditto Mega nè anh em, được mảnh 40 mảnh có thể ghép được một con Ditto Mega có thể dùng trong tiến hóa Mega hay là tiêu tốn Pokemon tương ứng. À, nếu mà anh em không có nguyên liệu thì anh em có thể dùng để mà tiến hóa Mega này kia được anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, nãy là 5 nè, 5, 5. Ủa, sao nó còn lại 7 ô ta? Nếu nó đi ra nó phải còn lại 2, 4, 6, 8, 10 nè, 10 nè, 15, còn phải 5 ô chứ. Sao kỳ vậy? Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ mở. Ủa, à, xong rồi nó sẽ chuyển qua cái ô màu vàng anh em. Nó sẽ chuyển qua một quả banh màu vàng. À, ok, mình hiểu rồi. Khi mà anh em mở full hết thì nó sẽ ra được cái ô màu vàng. Và ô màu vàng sẽ có những cái đồ xịn sò hơn tí xíu. Ok, hiểu rồi anh em à. Chết luôn rồi. Nãy giờ 3000 kim cương nó bay theo gió rồi. Nhận được chưa ta? Chưa, chưa nhận được nữa. Và giai đoạn 1, giai đoạn 1 mình phải mở hết mấy cái này ra thì mới hoàn thành được cái giai đoạn 1. Ok, để tiếp tục luôn. Ô, cái gì mà ten 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 dữ vậy trời? Để mình xem ơi có cái gì xịn sò nữa không. Ồ, được thêm mảnh Ditto Mega nữa nè em. Đó, ok, ngon lành củ hành và mình đã cũng đã mở gần hết được mấy cái vé bên dưới này rồi anh em à. Tiếp tục luôn. Đã 5000 kim cương rồi này. Bay 5000 kim cương. Ok. Full để bingo nữa. Ok. À, Gigate. Nhưng mà lại không phải là một slot anh em à, không phải là bạc slot. Ôi, tạm được đi. Ok. Mình cũng không biết là nó có mạnh hay không nữa. Đó, thì 5000 kim cương thì mình đã full được một vòng và bây giờ là cái này là cái gì đây? Mở ra chọn và nhận một giga để bản năng trừ bản năng lát ra. Ui là mèn. Nó chỉ cho mình có thể chọn ngẫu nhiên một cái bản năng trong đây thôi. À, ngoại trừ cái bản năng lát ra và mình phải tốn thêm 5000 kim cương nữa thì mới có thể là full được cái này đó. Đi về mình sẽ thử thêm nhân khoảng 5000 kim cương nữa mình có thể mở full được mấy cái này không. Được thêm một cái xu bạc nữa anh em, nhận thêm một cái xu bạc nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục luôn. Mình đã nhận được con Pokemon này rồi thì bây giờ mình chỉ cần cố gắng. Cố gắng đợi đến khúc cuối là mình có thể là nhận được con Pokemon lát này không thì mình cũng không biết. Đúng là xì bùa, full đi. Trời ơi, 2, 4, 6, còn 6 có lỗ hỏng chưa có mở được nữa anh em. Hiện tại bây giờ còn lại 2k9, ủa? Sao bị lẻ mắt một số kim cương vậy ta? Sao lại, ui có kẹo nè. Kẹo dùng để phá cấp Go của Pokemon à. Ủa sao mình lại bị thọt mắt hết 100 kim cương rồi nè. Mình lại bị mất hết 100 kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình kiếm thêm 100 kim cương ở đâu đây ta? Chỗ nào để mình có thể kiếm được 100 kim cương? Mình kiếm thêm 100 kim cương đổi vé thưởng gì nè. Nguồn hoàn trả hôm nay. Tích nạp kim cương của Lucky Bingo nạp liên tục. Quà ưu đãi. Không có sự kiện tích tiêu kim cương ha. Đã có luôn có sự kiện tích tiêu kim cương thì hay quá. Đổi vé thưởng hoàn trả hôm nay. Bây giờ mình còn thiếu có 9 mấy kim cương là có thể là đang nhập liên tục, không biết là có kim cương hay không. Xem thử đi. Xem, ôi, không có kim cương luôn rồi. Bây giờ kiếm ở đâu ra 100 kim cương nữa đi ta. Ủa sao nó bị, tự nhiên nó bị lẻ mắt đi ta. Nãy là mình nhớ là mình dư ra 1 kim cương rồi đó. Nãy mình là 10.1k kim cương nè. Đâu rồi ta?
còn chỗ nào để mà nhận kim cương à, trong cái nhiệm vụ này à, được 20 mảnh. Ok, cuối cùng cũng đã kiếm đủ được 1000 kim cương rồi anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình sẽ thử nhân phẩm xem là có được full được cái dòng thứ hai không. Đây, Lucky Bingo. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục 1000 kim cương tiếp theo nha anh em. Đó, mua thêm 10 vé nữa. Có full, ok, full luôn nè anh em, full luôn rồi nè. Bingo, ok. Đây, khá là được. Ngon lành của hành, đó, nhận được hết luôn, xu màu và thêm một cái hộp nữa nè. Đây, mở rồi sẽ nhận được một cái cầu và 15 nhé bingo, sử dụng bingo để thắp sáng các ô ngẫu nhiên và nhận được phần thưởng hậu hĩnh. À, ui, ở cái dòng này à, toàn là đồ xịn không anh em. Hiện tại bây giờ mình đang có 15 cái vé bingo rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ 15. Tốn 500 kim cương để mua thêm 5 vé bingo, sử dụng vé bingo. Bây giờ là 10 lần là phải tốn tới 20 cái vé bingo lận anh em à. Cái dòng cuối này nó hơi bị tốn đó nha, hơi bị tốn tiền đó nha. Đây, cái vòng này anh em muốn chơi full là anh em phải tốn tới 10.000 kim cương lận đó anh em. Nó ít 2 so với hai cái ô này à, khá là khó chịu luôn. Cái sự kiện này muốn chơi full hơi bị tốn kém đây anh em à. Được, bây giờ đã được thêm một con Pokemon Victor Cam và thêm một cái con Victor tím nữa. Đó, hiện tại bây giờ mình đã được khá mấy cái su màu với lại su bạc rồi nè. Hôm nào mình sẽ làm một cái video, mình sẽ mở ra cho anh em xem thử nhân phẩm của mình. Ui, bây giờ mình đã được thêm một cái túi này nữa. Bây giờ mình sử dụng, mình lấy cái con Zigade nào vậy ta? Nghịch ngợm, nếu hệ sinh thái có thể bị sụp đổ, nó thường sẽ lộ diện và phát quy. Con này kỹ năng, nếu mình giờ mình không có đọc được cái này, cái bản năng của nó là sao ta? Nghịch ngợm là sao ta? Dũng cảm à, không biết là mình giờ mình vô trong cái con Pokemon mình có thể xem được cái bản năng của nó hay không. Đây, để mình xem thử. Không có bản năng đó ta, phải tăng sao lên mới có thể là xem được cái bản năng đó ta. Tiến hóa, chuỗi tiến hóa, thuộc tính, thiên phú. Giờ mình phải tăng sao lên mình mới có... À, được đây nè, bản năng nè. Bản năng đây, thoải mái, 50% tỷ lệ sẽ khiến bản thân giảm sát thương phải chịu 5%. Khi bạo kích, bản thân sẽ hồi 5% HP đã mất. À, thức tỉnh, khi HP bản thân dưới 30%, thủ kép sẽ tăng thêm 25% nữa. Còn cái yên tĩnh này tăng bạo kích cho con Pokemon này. Còn cái dũng cảm là cứ tốn 1 điểm năng lượng, bản thân sẽ mất 2% HP hiện tại, gây thêm sát thương gấp 1,5 lần HP bị mất. À, nếu mà HP bị mất 2% thì cũng không có thêm được bao nhiêu ha. Không có được bao nhiêu, hiệu quả công nhóm giảm 30%. Ôi, cái này nó giảm nhiều gì nè. Nếu mục tiêu là đồng đội sẽ giúp hồi phục HP, bản thân kèm theo 8% hiệu quả phản sát thương nữa. Hồi nãy là cái con Pokemon này nó có khả năng hấp thụ gì ta, thức tỉnh khi ra trận, 40% tỷ lệ toàn thể đồng đội hồi phục 1 điểm năng lượng, nhưng thủ kép giảm 6% duy trì đến kết thúc. Nếu phần trăm HP hiện tại thấp hơn mục tiêu, sát thương tăng thêm 5%, hiệu quả level 6, level 7 à, hiệu quả. Còn cái mòn xương khi trong trận đấu hiệu quả chúng độc kèm theo cho bản thân sẽ thêm sát thương chuẩn. Điểm sát thương này bằng thủ kép thủ kép của bản thân nhân cho 2%. Thủ kép của bản thân nhân cho 2% nha anh em. À, sau muộn. Bây giờ mình nên lấy cái nào vậy ta? Hiện tại giờ con này mình cũng chưa có biết là sử dụng như thế nào đó. Hiện tại giờ cái con này bản năng là thoải mái ha. Thoải mái nè. Đây. Thôi, cái túi thôi khoan á, mở đi anh em, mình để sau đi. Bây giờ thì tạm thời là cứ để đây thôi, tạm thời. Nói chung là nhìn tổng thể con Pokemon này nói chung là nó xấu anh em à. Khá là xấu luôn. Không có đẹp gì chứ. Đó, không có đẹp chút nào. Xấu hơn con Golden nữa. Đây, Mewchu nè. Nói chung là hiện tại giờ là Ho-Ho nè. Đó. DNCA, CE.
Đây, tại giờ mình đang thích cái con Zygom này, đẹp đẹp quá nè, nhìn nè. Ui, nhìn ảnh gấu ha. Đây, gán kiếm nguyên liệu để mà mega cho ảnh lên cho ảnh đẹp đẹp một xíu nè. Nhìn khá là gấu luôn, đẹp thiệt. Đó, nói chung là thích con nào mình chơi con đó nè. Đây, thêm con Genga nữa, Genga Unu Unu. Gen Ninja nè. Đây, Gigadot nè em. Gigadot sau khi mà nó mega lên thì cái đầu nó mập hơn, ú hơn anh em. Mega xong ăn thịt nhiều quá cho nên là nó hơi bị béo phì thì phải. Rồi, ok. Thử nhân phẩm bao nhiêu đó là sạch sẽ nè. Hết bay luôn hết 10.000 kim cương của mình này. Tại bây giờ thì gán kiếm thêm 500 kim cương nó vô thử nhân phẩm 10 lần nữa xem. Xem thử là có cái gì nó xịn sò hơn xíu không. Chắc là nếu mà vô được cái 20 vé này cũng đỡ khổ nè. 20 vé này cũng đỡ tốn hết khoảng 2.000 kim cương ha. Khá là êm, mà cái vô cái hàng chéo này hơi bị chua, hơi bị khó à, hàng chéo à. Đây, ok. Rồi, ơi, nếu mà anh em nếu mà chơi full cái dòng này được thêm 10 mảnh là có thể ghép được một cái viên dùng để mà mega con này luôn. Ủa con này không biết có mega lên không ta. Đây, thôi tạm thời là như vậy đi em. Đó, cuối cùng cũng đã xả xong hết cho anh em xem thử nhân phẩm của mình ngày hôm nay như thế nào. Cứ mỗi 5.000 kim cương là anh em có thể đi một vòng, một cái vòng cuối là chắc chắn anh em phải tốn là 10.000 kim cương mà anh em có thể đi full được đây. Nhưng mà hiện tại giờ mình được cho thêm 15 cái vé nữa cho nên là mình sẽ tốn khoảng tầm cỡ 8.500 kim cương nữa. Nếu mà hên mình vô đây được thì có thể là mình chỉ tốn khoảng tầm 6-7.000 kim cương thì nữa là có thể là chơi full được anh em. Đây, để bây giờ mình sẽ cố gắng mình sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày này kia, kiếm thêm kim cương này kia rồi xong rồi mình sẽ vô mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo với đường bỏ cái điện thoại này nha. Anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều video hay hơn cho anh em xem nha. Và nếu anh em có app VIP nào về cái tựa game bỏ bối điện thoại này có thể cho mình mượn được review thiệt được á thì mình sẽ cảm ơn anh em rất nhiều. Mình sẽ review và mình sẽ chia sẻ với những anh em khác cùng xem nha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em nha.